Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa về chương trình và tình yêu của Ngài cho chúng ta có cơ hội học về chính cuộc đời của Ngài qua loạt bài học thần học căn bản cuộc đời Chúa cứu thế sáu cuốn, và chúng ta đã đi sang tới quyển 2 bài 2, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học quyển 2 bài 3. Chúng ta học về đăng báp tít và sự giảng dạy về sự ăn năn của Giăng Báp Tít. Thì trước khi tiếp tục bắt đầu loạt bài học, chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Đại Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con biết ơn Ngài vì cớ Ngài là đấng ban cho chúng con lời của Ngài cũng như hình mẫu của Chúa Giêsu để chúng con sống và bước đi với Chúa mỗi ngày. Xin chính mình Ngài hiện diện cùng với chúng con, ban phước cho chúng con, cho anh chị em của chúng con ở gần cũng như ở xa, và chúng con biết ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con, ban thần trí của sự khôn ngoan thông sáng của Ngài cho chúng con. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Thì cảm ơn Chúa. Thì quyển 2 chúng ta đã học qua bài giới thiệu về cuốn 2, giới thiệu về bài 1, bài 2, và ngày hôm nay chúng ta học về bài 3. Và như hôm trước thì chúng ta thấy về Giăng Báp Tít, chúng ta cần phải phân biệt được Giăng Báp Tít là ai, sứ đồ Giăng là ai, và trong cái sự giảng dạy của Giăng Báp Tít thì trong năm chuẩn bị của Chúa Giêsu thì có 9 cái câu chuyện được ghi lại, và 9 câu chuyện đó thì có 3 cái câu chuyện ở trong Phúc âm Cộng quan Matthew, Mark, Luca ghi lại từ khi Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm, và 6 câu chuyện còn lại của răng của sách Tin lành răng thì được ghi lại sau khi Chúa Giêsu làm phép báp têm. Và Giăng Báp Tít thì chúng ta thấy được rằng Giăng Báp Tít đã làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh ở giữa vùng Giu-đê và vùng Bê-rê, và Giăng Báp Tít đã được tiên tri Ê-sai nói trước 700 năm trước về chức vụ của Giăng Báp Tít. Theo tiên tri Ê-sai thì đã tiên đoán rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa. Và sau 700 năm sau thì Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 có ghi chép lại rằng lúc ấy Giăng Báp Tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê. Có nghĩa rằng Giăng Báp Tít ra đời và giảng ở trong đồng vắng. Tiên tri Ê-sai cũng nói về đồng vắng, và đây là lời tiên tri trước về Giăng Báp Tít 700 năm. Giăng Báp Tít là sứ giả của vua giao truyền trong đồng vắng, là người đi trước Chúa Giêsu, vua của một vua, để dọn đường cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta thấy nội dung giảng của Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít tít giảng về nội dung đầu tiên đó là giao giảng về nước Đức Chúa Trời và thiên đàng đã gần. Trong Mác thì nói rằng nước thiên đàng đã đến gần. Cái điều thứ hai, sự giảng dạy của Giăng Báp Tít nhấn mạnh về sự ăn năn. Một người muốn vào nước của Đức Chúa Trời thì phải ăn năn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2, lời Chúa có chép rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã tới gần, đã đến gần. Đây là lời giảng của Giăng Báp Tít. Và sau này Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng của Giăng thì cũng nói rằng nước thiên đàng đã tới gần, các ngươi phải ăn năn. Và trong một lần kia Chúa Giêsu gặp gỡ Nicodem là giáo sư của người Israel, Chúa Giêsu cũng nói với Nicodem rằng ngươi phải ăn năn, ngươi phải tái sinh, nếu chẳng tái sinh, chẳng ăn năn thì chẳng được vào nước Đức Chúa Trời. Và câu chuyện này được chép trong Giăng đoạn 3. Như vậy, sứ điệp rất quan trọng Giăng giao giảng
Thứ nhất là giao giảng về nước Đức Chúa Trời, rằng loan báo thiên đàng đã đến gần, đã đến rất gần. Ngày xưa và ngày hôm nay thì Chúa đã đến càng gần hơn, bởi vì chúng ta đang sống cách thời của Chúa Giêsu 2025, cách thời của Giăng Baptist 2025, và cái thời điểm mà Giăng Baptist giao giảng hơn 2000 năm trước nói rằng nước thiên đàng đã đến gần, thì ngày hôm nay nước thiên đàng đã đến rất gần, rất gần. Và Giăng Baptist giao giảng về sự ăn năn, và một người muốn ăn năn, muốn được vào thiên đàng thì phải ăn năn. Và ăn năn là thái độ đối với tội lỗi, phải quay trở lại, phải hối hận, phải trở lại và quay lại 180 độ. Ăn năn là gì? Ăn năn nghĩa là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Vậy nếu như mà phạm tội mà chỉ có buồn về tội lỗi thì điều đó không được coi là ăn năn. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh các sứ đồ của Chúa Giêsu đã phạm tội, như Phi-e-rơ đã từng phạm tội chối Chúa ba lần. Nhưng tại sao Phi-e-rơ vẫn được sử dụng và sau này trở nên một người là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời và làm thay đổi cái ngày trong ngày lễ ngũ tuần? Trong ngày lễ ngũ tuần thì Phi-e-rơ giảng một bài 3000 người tin Chúa. Phi-e-rơ đã từng phạm lỗi, và vì cớ Phi-e-rơ ăn năn, nghĩa là thay đổi thái độ của mình đối với tội lỗi, cho nên được Đức Chúa Trời sử dụng. Cũng một người khác đó là Giu-đa Iscariot cũng đã từng chối Chúa, từng bán Chúa Giê-xu, và Giu-đa Iscariot thì đã từng buồn về tội lỗi của mình. Khi mà thấy Chúa Giê-xu bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Giu-đa Iscariot lấy 30 đồng bạc của mình đã nhận từ tay những thầy thông giáo và thầy tế lễ thời đó, rồi mang trả lại và nói rằng tôi đã đổ huyết vô tội, và sau đó đi tự tử. Thì hai thái độ này, một là ăn năn, là thay đổi thái độ đối với tội lỗi, hai là buồn bực về tội lỗi của mình. Thì buồn bực về tội lỗi là cái trường hợp của Giu-đa Iscariot, điều đó không thể gọi là ăn năn được. Và đối với tất cả mọi người đều phạm tội, đối với tất cả các môn đệ của Chúa đều phạm lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, quan trọng hơn là phải ăn năn. Vậy trong Kinh Thánh có nói rằng, vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục của nó. Đây là điều nói về vấn đề tội lỗi, là anh em phải chết về tội lỗi của mình và sống cho Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta có 5 bức tranh nói về thái độ đối với tội lỗi. Đầu tiên thì cái tình trạng nguyên thủy của loài người, khi mà đức trái của Đức Thánh Linh đến và chính Thánh Linh của Ngài đến cao trách một người nào đó muốn quay trở về, muốn Đức Chúa Trời muốn ban phước cho loài người, cho một người nào đó, thì thái độ người đó là đời tôi làm chủ, xin cảm ơn. Một thái độ không cần Đức Chúa Trời, một thái độ tội lỗi. Và ở đây thứ hai, chúng ta thấy hình B thì có một cái hình ảnh và có cái biển là cáo trách dừng lại, đường đi này dẫn đến sự chết hay ăn năn. Đây là Chúa đã cáo trách về tội lỗi, đây là điểm báo. Và trong con người thì Đức Chúa Trời đặt cho con người một công cụ, đó là lương tâm. Và lương tâm con người được Chúa dùng để cáo trách về tội lỗi. Nếu làm một điều gì đó sai phạm, Chúa sẽ cáo trách về tội lỗi. Và cái tựa này cũng có thể nói rằng
chúng ta thêm một cái tượng vào đây. Dạ. Và cái thứ ba, thứ cái B, chúng ta thấy là đó là Đức Chúa Trời chân thật, tôi phải biết mình, tôi biết mình có tội. Đây là một thái độ biết nhận biết tội lỗi của mình, và một cái thái độ biết lắng nghe tội lỗi của mình. Ở câu A, nhà B là thái độ biết tội lỗi. Và thái độ thứ một cái hình C, lạy cha con rất buồn và đã phạm tội, sống xa cách ngài, xin tha thứ cho con. Đây là thái độ từ bỏ tội lỗi, quyết định sống một cuộc đời mới, đau xót về tội lỗi của mình. Đây là thái độ ăn năn thật. Và hình D là trái của Đức Thánh Linh, người nào quay trở về với Đức Thánh Linh thì quyết định từ bỏ tội lỗi, sống cuộc đời mới. Đây là bốn cái tựa đề cho chúng ta thấy rằng cần phải sống một cuộc đời và chúng ta mới hiểu được về vấn đề tội lỗi. Cho nên sứ điệp của Giăng Báp-tít giảng thứ nhất là về nước thiên đàng, thứ hai là về sự ăn năn từ bỏ tội lỗi. Ăn năn từ bỏ tội lỗi rất là quan trọng. Trong Roma đoạn 6 câu 12 đến 11 đến 12 thì vấn đề tội lỗi đang cai trị trên cuộc đời của người không ăn năn. Nhưng mà nếu như mà theo Chúa thì đức tin đến nỗi trong Đấng Christ thì nhân đức tin mà ngự ở trong lòng anh em. Có nghĩa rằng một người phạm tội thì không thể nào không có khả năng ăn năn, vì tội lỗi đang cai trị trên người người không ăn năn. Nhưng nếu như mà người nào mà ăn năn thì Đấng Christ đến, Chúa đến, sự tái sinh của Chúa đến trên đời sống của người đó và người đó thay đổi cuộc đời. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 17, lời Chúa chép: trong tấm lòng của người ăn năn tội lỗi không còn cai trị, không còn bị tội lỗi cai trị nữa, nhưng thay vào đó là vị vua mới của Đấng Christ để bước vào. Đó là vị vua mới là Đấng Christ để bước vào nước trời. Ăn năn là việc làm vô cùng cần thiết. Vậy ăn năn là gì? Ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Ăn năn là kể cả lời nói, việc làm và đời sống của mình phải được thay đổi. Xem hình vẽ trên thì chúng ta thấy biết về tình trạng tội lỗi và những bước cần thiết sự ăn năn. Đầu tiên đó là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Nó là một từng trải kinh nghiệm từ bên trong. Ăn năn là điều xảy ra trong tư tưởng, trong trí, trong lòng của một người không thể thay được. Ăn năn là quyết định, anh ăn năn là ý chí quyết định thay đổi thái độ của mình đối với tội lỗi. Nhưng mà ăn năn thì người khác không thấy được, bởi vì nó ở trong lòng, trong trí, trong tư tưởng thì không thể thấy được. Nhưng trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 6 thì cho thấy một dấu hiệu nữa của sự ăn năn được biểu lộ qua bên ngoài, đó là khi họ đã xưng tội lỗi mình rồi thì chịu người là phép bắt em dưới sông Giô-đăng. Như vậy, thứ nhất chúng ta hiểu thấy được rằng ăn năn là gì. Ăn năn là thái độ, thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Nhưng mà ăn năn nó là thái độ ở bên trong lòng, còn ở bên ngoài. Răng đòi hỏi phải có một dấu hiệu ở bên ngoài, bởi vì đã răng đòi hỏi một dấu hiệu bên ngoài là người khác có thể thấy được. Đó là bằng chứng của sự ăn năn, đó là phép báp tem và sự xưng tội. Cho nên chức vụ của răng đã có những người xưng tội đến và Chúa nói rằng và răng nói rằng là với loài rắn độc kia, đó là những người Pharisee và Sadducee, họ đã bước tới cũng muốn răng làm phép báp tem, nhưng mà họ không ăn năn, họ không có thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Và răng cáo trách họ: cái búa đã kề gần rễ cây, cây nào mà không có sinh trái tốt thì Chúa sẽ chặt và hạ xuống. Ngày nay điều đó vẫn còn.
Cho nên cái ơn Chúa thì chúng ta cần phải ăn năn. Và chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta học về chức vụ của Giăng Báp Tít. Chức vụ của Giăng Báp Tít đã được nói đến 700 năm trước khi Chúa Giáng sinh và trước khi bắt đầu chúng ta xem Matthew đoạn 3 câu 1 tới câu 6 chép như lúc ấy Giăng Báp Tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp Tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo ngài và giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người, và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Chúng ta thấy rằng ăn năn Giăng Báp Tít nói đi nói lại rất là nhiều lần. Và chúng ta thấy chức vụ của Giăng không phải tự nhiên mà có, chức vụ của Giăng không phải tình cờ mà có, nhưng chức vụ của Giăng Báp Tít đã được báo trước trước Chúa Giêsu 700 năm. Và Giăng là người mặc áo lông đặc đà, tất đây lưng ăn châu chấu và mật ong rừng, và ông không uống rượu, thì đây được gọi là người Na-si-rê. Người Na-si-rê trong Kinh Thánh Cựu Ước nói ông không cắt tóc, không ăn, không uống tất cả những cái điều gì ổi. Và ở đối với lại trong Na-si-rê thì chúng ta thấy rằng có Samson trong Cựu Ước, các quan sát cũng là một người Na-si-rê. Và Giăng Báp Tít cũng là người Na-si-rê. Na-si-rê, có người Na-si-rê trọn đời và có người Na-si-rê một thời gian. Na-si-rê là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và sự nói trước về chức vụ của Giăng Báp Tít thì chúng ta thấy rằng các sách Tin Lành Cộng Quan đều bắt đầu từ năm chuẩn bị với sự giảng dạy của Giăng Báp Tít. Và Giăng Báp Tít đã đến và ông giao giảng những điều. Đầu tiên chúng ta thấy rằng Giăng Báp Tít giao giảng về nước thiên đàng, về nước trời đã đến gần. Thứ hai, Giăng Báp Tít giao giảng về sự ăn năn. Một người muốn vào nước Đức Chúa Trời thì phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến. Và ăn năn nghĩa là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Vậy không ăn năn là thái độ của mình nhơn nhơn trước mặt Đức Chúa Trời mặc dù mình phạm tội. Cho nên ăn năn nó không phải chỉ là thái độ đối với tội lỗi ở bên trong, ở bên tư tưởng, ở trong lòng, nhưng ăn năn nó cần phải có việc làm. Và Kinh Thánh nói rằng nếu một người bị tội lỗi, người không ăn năn là người đó đang bị tội lỗi, các anh chị. Cho nên trong ngoài cái tấm lòng, tư tưởng, trong trí thì đấy là cái việc ăn năn thái độ đối với tội lỗi. Ăn ở trong lòng không ai thấy được thì Giăng đòi hỏi một dấu hiệu bên ngoài để người khác có thể thấy được, đó là phép báp têm và xưng tội. Vậy thì phép báp têm là gì? Xưng tội là gì? Xưng tội lỗi mình có nghĩa là xưng ra những sai lầm trong cuộc đời của mình. Tất cả những người khi được Giăng Báp Tít làm phép báp têm đều xưng tội lỗi mình và họ thay đổi thái độ đối với tội lỗi mình. Xưng tội là thay đổi thái độ đối với tội lỗi, cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi người hiểu được tội lỗi của mình và xin Chúa thay đổi điều này. Trong Công Vụ đoạn 2 câu 16 thì có chép như vậy: bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy trở dậy
cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép bắt đem và làm sạch tội lỗi mình đi. Đây là điều mà Phaolô trong cái bối cảnh ông đi đến và ông bắt tất cả những cái đầy tớ của Chúa, những người theo Chúa, thì ông bị bắt phục, ông bị mù vắng người đây, và Chúa sai một người anh em khác đến và nói với ông Phaolô khi đó đang đi trên đường đến Đa Mách: hãy trở dậy, cầu khẩn danh Chúa và chịu phép bắt em và làm sạch tội lỗi mình. Lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng có một điều là cầu khẩn danh Chúa và chịu phép bắt em và làm sạch tội lỗi mình, xưng tội. Điều này ông Phaolô phải xưng tội lỗi của mình ra. Giăng Báp-tít đòi hỏi cái sự xưng tội, nghĩa là xưng ra những cái sai lầm trong tội, trong đời mình, trong tội lỗi của mình, cho thấy Giăng Báp-tít cho thấy rồi. Khi mà xưng tội xong á thì được làm phép bắt em dưới sông Giô-đanh. Như vậy thì cái việc xưng tội phải đến trước cái việc làm phép bắt em. Cái việc làm phép bắt em là việc làm đến sau, nhưng nó cũng là cái việc làm cho thấy đó là cái dấu hiệu ở bên ngoài. Phép bắt tem là dấu hiệu bên ngoài của sự thay đổi, thái độ bên trong. Khi một người ăn năn, người đó xưng tội lỗi mình và Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi tội lỗi ra khỏi tấm lòng của người đó. Trong một người ăn năn là một người từ bỏ thái độ của mình đối với tội lỗi và xưng tội, thì là xưng ra những cái sai lầm trong cuộc đời của mình. Và sau khi xưng tội rồi thì bắt tem là dấu hiệu, bắt tem là dấu hiệu để người ta nhận biết được. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7 có nói rằng: bởi răng thấy nhiều người Pha-ra-si và Sa-đu-xê đến chịu phép bắt tem mình, thì bảo họ rằng: với dòng dõi giám mục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận, cơn giận ngày sau? Hai nhóm người đến để răng làm phép bắt tem là Pha-ra-si và Sa-đu-xê, là hai người, hai cái đảng phái lãnh đạo trong dân chúng, thuộc về đảng tôn giáo trong dân chúng ở xứ Palestine thời của Chúa Giêsu. Và họ cũng đến, họ cũng là người Do Thái, họ cũng đến và họ muốn được xưng tội, họ muốn được gì? Họ muốn được chịu phép bắt tem. Nhưng mà họ không xưng tội, họ không ăn năn, thì răng nói rằng phải ăn năn. Nếu không ăn năn, nếu không xưng tội lỗi mình, thì cái phép bắt tem ở bên ngoài không có giá trị hết. Như vậy phép bắt tem cần phải có, nhưng sự ăn năn và sự xưng tội lỗi mình thì cần phải có trước. Dấu hiệu, hai dấu hiệu của sự ăn năn, ông răng bắt tiếp ông đòi hỏi đầu tiên nó là phép bắt tem. Vậy răng làm phép bắt tem bằng nước, Chúa Giêsu làm phép bắt tem bằng Đức Thánh Linh trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Lời Chúa có nói rằng, ông răng ông nói rằng: về phần ta lấy nước mà làm phép bắt tem cho các ngươi ăn năn, song đông đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài, thế là đấng sẽ làm phép bắt tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Có một phép bắt tem bởi Đức Thánh Linh, có một phép bắt tem bởi lửa, có một phép bắt tem bởi nước. Và bắt tem là gì? Bắt tem là bắt, bắt tì dồ, là bị nhấn chìm, nghĩa của nó là bị chết, bị nhấn chìm bởi một vật, bởi một cái môi trường nào đó. Một người được bắt tem bằng nước có nghĩa là bị chìm ngập ở trong nước. Một người được bắt tem bằng Đức Thánh Linh là được đầy rẫy ở trong Thánh Linh, Thánh Linh xung quanh. Một người bắt tem bằng lửa là lửa xung quanh người đó. Và bắt tem, một phép bắt tem không nói đến, đó là tội lỗi, đó là tội lỗi, thì đầy rẫy tội lỗi xung quanh người đó. Như vậy có thể nói là bốn phép bắt tem: thứ nhất phép bắt tem bằng nước, thứ hai phép bắt tem bằng Thánh Linh,
Thứ ba, phép báp têm bằng nước. Thứ tư, phép báp têm bằng tội lỗi. Như vậy ta thấy rằng răng báp tít là phép báp têm bằng nước, nhưng mà Chúa Giêsu là phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Còn tội lỗi là ma quỷ, Satan, thế giới này, nó sẽ phép báp têm bằng tội lỗi, chết trong tội lỗi mà không biết mình chết. Và cái kết quả thứ hai của sự ăn năn đó là có trái của Thánh Linh. Chúng ta thấy Galati đoạn 5 câu 22 có nói: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Kết quả xứng đáng của sự ăn năn sẽ cho phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, và phép báp têm bằng Đức Thánh Linh chính là cái trái của Thánh Linh sẽ đầy dậy trong người đó, nó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Có nhiều người tranh cãi về việc pháp biết tâm tem bằng Đức Thánh Linh, thì đây chính là câu trả lời. Báp têm bằng Đức Thánh Linh, người đó là người được đầy dẫy Thánh Linh thì phải sinh ra cái trái của Thánh Linh, y như trong Kinh Thánh chép ở trong Galati đoạn 5 câu 22: chín trái Thánh Linh. Có rất là nhiều người treo chín trái Thánh Linh, đọc thuộc chín trái Thánh Linh ở trong nhà, nhưng đời sống thực hành có phải là chín trái Thánh Linh hay không? Như vậy, kết quả xứng đáng của sự ăn năn sẽ cho ra phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, đó là đời sống theo Thánh Linh, đời sống vui mừng, đời sống yêu thương, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại. Khi chia sẻ điều này, thời điểm này, lòng tôi quặn thắt. Vì tôi thấy có những anh chị em thực sự ở ngay cả hội thánh ở Việt Nam, ở tại Hà Nội, nơi quê hương của chúng tôi, rất hiểu về lời của Chúa, nhưng để có trái Thánh Linh, lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, tiết độ, mềm mại, và hành động của trái Thánh Linh bày tỏ cho cộng đồng ở Việt Nam, ở Hà Nội thì thực sự là chưa. Nguyện xin Chúa chúc phước trên những anh chị em để đời sống có trái Thánh Linh, để làm vì hiển danh của Chúa. Và kết quả ăn năn là gì? Kết quả thứ hai, lời Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sẽ đem lại kết quả và sinh ra nắm trái cho đời sống người tin Ngài, y như ở trong Răng đoạn 15 câu 5 Kinh Thánh có chép: ta là gốc nhỏ, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra nắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Lời của Chúa nói rằng ngoài Chúa ta thì chúng ta không làm chi được. Chúa là gốc, và Chúa là gốc thì chúng ta phải theo Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu yêu thương thì chúng ta cần phải yêu thương. Chúa Giêsu hy sinh thì chúng ta cũng cần phải hy sinh. Và đây là kết quả của Ngài. Chúng ta làm, chúng ta sống là cơ đốc nhân, không phải vì cớ loài người, nhưng vì cớ Đức Chúa Trời đã chọn và biệt chúng ta. Vì Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, và Ngài là Chúa của chúng ta, đã để lại một tấm gương vĩ đại trong cuộc đời này. Như vậy, chúng ta thấy hai điều. Tôi xin được nhắc lại hai dấu hiệu của sự ăn năn. Đầu tiên, đó là phép báp têm. Phép báp têm là bằng nước và bằng Thánh Linh, bằng lửa. Bằng nước do răng báp tít làm, và ngày nay nhiều người cũng làm phép báp têm bằng nước, nhưng bằng Thánh Linh và bằng lửa thì do Đức Chúa Giêsu làm. Và có một phép báp têm bằng tội lỗi.
kết quả của sự ăn năn thứ hai, trong cái dấu hiệu của sự ăn năn, đó là người đó phải sinh ra trái thánh linh. Kết quả của trái thánh linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Chín trái thánh linh ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Tất nhiên còn nhiều trái thánh linh khác nữa. Và phải dính với Chúa Giêsu, phải là một với Chúa Giêsu, phải ở trong Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, như vậy sự giảng dạy của Giăng Baptít ngày hôm nay chúng ta học nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng ông Giăng Baptít ông giảng về sự ăn năn. Và bối cảnh ông Giăng Baptít ông giảng thì đó là ở trong vùng đồng vắng xứ Giu-đê, và đối diện xứ Giu-đê, xứ Bê-rê trên dòng sông Giu-đê. Và trước Giăng Baptít thì 700 năm trước, sứ đồ cái tiên tri, nhà tiên tri Ê-sai đã nói trước về sự đến của Giăng Baptít. Nội dung của Giăng Baptít giảng đó là giao giảng về nước Đức Chúa Trời, về thiên đàng đã đến gần. Và thứ hai là giảng về sự ăn năn. Và sự ăn năn, ông Giăng Baptít ông giảng, nếu không ăn năn thì không thể vào Đức Chúa Trời, không thể vào thiên đàng được. Bởi vì ăn năn là chìa khóa để dẫn chúng ta vào thiên đàng. Vậy ăn năn là gì? Ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Và ăn năn, nếu một người không ăn năn thì tội lỗi đang cai trị trên người đó. Ăn năn là tấm lòng tội lỗi được cai trị để Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu bước vào. Ăn năn là điều xảy ra trong trí, trong lòng của người đó. Nhưng có một cái dấu hiệu Giăng Baptít đòi hỏi, đó là dấu hiệu về xưng tội. Xưng tội lỗi có nghĩa là gì? Xưng tội lỗi có nghĩa là xưng ra những sai lầm của mình. Tất cả những tội lỗi của mình đều được xưng ra. Và xưng tội thì phải có cái dấu hiệu của sự xưng tội. Thứ nhất, đó là phép báp têm. Phép báp têm bằng nước do con người làm, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa do Chúa làm. Và phép báp têm đó là bị nhấn chìm, bị bao phủ bởi môi trường nào đó. Và kết quả thứ hai của sự ăn năn đó là có thái độ, phải sinh ra những trái, phải kết quả xứng đáng. Kết quả đó là trái thánh linh, lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn, nhân từ, trung tín, hiền lành, mềm mại, tiết độ. Và kết quả nữa là dính vào Chúa Giêsu, là một với Chúa Giêsu, bày tỏ Chúa Giêsu ra qua đời sống. Chúng ta làm việc gì cũng được, chúng ta sống có thể đói một chút cũng được, chúng ta có thể lo một chút cũng được, nhưng đời sống phải bày tỏ Chúa Giêsu, phải thấy người ta thấy mình là phải thấy Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, hãy sống cho Giêsu, hãy nhớ lời giảng của ngày hôm nay. Bài giảng của ngày hôm nay của Giăng Baptít trong bài 3 đó là giảng về nước thiên đàng đã đến gần, giảng về sự ăn năn và áp dụng của ngày hôm nay là chúng ta hãy nhớ Chúa Giêsu, nước thiên đàng đã rất gần và Chúa đã gần đến rồi, gần tới rồi. Có thể cuộc đời của chúng ta sẽ bị Chúa bắt đi trở về bất cứ lúc nào về thiên đàng. Chúa rước chúng ta về bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn, không từ bỏ thái độ đối với tội lỗi thì chúng ta không thể vào thiên đàng được. Và ăn năn là thay đổi thái độ đối với tội lỗi. Điều này nó xảy ra ở trong trí, trong lòng, trong tư tưởng của chúng ta. Nhưng có cần một cái điều kiện nữa
bày tỏ bên ngoài, đó là phép báp têm và sự xưng tội. Phép báp têm nào? Bị nhấn chìm bởi nước, bởi thánh linh hay bởi hứa của Chúa Giêsu. Và một kết quả của sự làm phép báp têm, kết quả đó là phải có cái quả, đó là trái của thánh linh trên đời sống người đó. Chín trái thánh linh trên người đời sống người đó, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, bằng lối sống, bằng sự hy sinh và thái độ đối với Chúa Giêsu, hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúng ta áp dụng điều này, chúng ta sống như thế nào cho Chúa Giêsu? Chúng ta có ăn năn tội lỗi của mình hay không? Nếu ăn năn tội lỗi của mình, thay đổi thái độ tội lỗi của mình, thì ngày hôm nay xin Chúa xét cho chúng ta, xin Thánh Linh cao trách chúng ta còn điều gì chưa nào trước mặt Chúa mà Chúa nhắc nhở xin tha thứ. Bản thân tôi cũng cần xin Chúa tha thứ vì nhiều khi tôi là một Chúa cho tôi là mục sư, Chúa kêu gọi tôi trở về, Chúa kêu gọi tôi phải ghi chép lại những điều Chúa đã làm trên cuộc đời cho tôi. Chúa sai phái tôi giao giảng lời của Ngài, nhưng rất lắm khi tôi lười, mệt nhọc mà làm biếng về điều đó. Tôi phải ăn năn về điều đó. Anh chị em cũng phải ăn năn về tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã dạy, Thánh Linh đã dạy, mà chúng ta lười biếng về điều đó. Nguyện xin Chúa được vinh hiển qua chính đời sống của anh chị em và tôi. Và chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về bài học hôm nay. Thưa Cha, chúng con biết ơn Ngài vì bài học hôm nay Ngài ban phước cho chúng con. Cha ơi, xin hãy đến chúc phước cho người nghe, người dạy, và sự vinh hiển của Cha được bày tỏ ra ở trên đất này, nhất là trên đất nước của chúng con. Cảm ơn Cha vì sự vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự giảng dạy của sứ giả của Ngài là Giăng Báp Tít, người dọn đường cho Chúa Giêsu đến lần thứ nhất. Xin Chúa có sức dầu ban ơn để chúng con là sứ giả của Ngài để dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai. Cảm ơn Chúa. Xin tha thứ cho chúng con những điều chúng con chưa làm đẹp lòng Ngài. Chúng con ăn năn tất cả tội lỗi của chúng con trước mặt Ngài. Xin tha thứ, Cha ơi. Xin thêm sức cho chúng con để chúng con giúp đỡ chúng con để chúng con hoàn thành công việc Chúa giao ở trên đất này. Nguyện sự vinh hiển thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thêm động lực khi anh em đăng ký kênh và chia sẻ kênh này. Anh em có thể đăng ký kênh, rồi anh em ấn chuông, và anh em nhớ xem trong phần mô tả để nhận cái bài slide của cái phần bài học hôm nay. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.